Tuấn Dương xin thân ái mến chào quý vị các bạn. Tuấn Dương đang có mặt ở góc đây là Hùng Vương cắt với lại đường Nguyễn Tri Phương. Trước mặt chúng ta đang là công viên Văn Lang đó. Quán Cả Cần, đặc biệt hủ tiếu bánh bao. Đây nhà thờ Thánh Francisco Ave. Bên đây công viên Văn Lang. Đây góc Triệu Đà và Hồng Bàng. Triệu Đà là cái đường bây giờ tên gọi mới của nó là đường Ngô Quyền. Đây góc trường trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5, ở trên đường Hồng Bàng. Đây là đường Nguyễn Kim cắt với đường Hồng Bàng. Qua đây chúng ta sẽ gặp đường Nguyễn Văn Thoại. Nguyễn Văn Thoại bây giờ có tên là đường Lý Thường Kiệt rồi các bạn. Đó, nhưng các người này họ phản ứng khi mà nhưng mà những cái người lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường như vậy thì rất là không nên á. Tuấn Dương thấy rằng là cái việc bà con buôn bán thì bà con nên buôn bán ở những các cái nơi quy định, những hoặc là vào trong các khu chợ, các sạp. Còn bản thân khi mà bà con buôn bán ở ngoài lề đường như vậy thì nó làm cản trở giao thông, cũng như là nó khiến cho bà con lẫn cái người mua hàng đều gặp nguy hiểm. Vì cái quy định là của lòng lề đường đó thì là để dành cho người đi bộ. Lề đường dành cho các cái phương tiện tham gia giao thông. Còn vỉa hè thì dành cho người đi bộ, nhưng mà bà con không những chiếm cả vỉa hè trước cái ở đây có các bác bán gà bán chim này,
bà con không những chiếm cả vỉa hè mà bà con lại còn bác ấy bán chim sáo, chim cây kiểng. Đó, thì thực ra những cái nơi mà bán tự phát như thế này thì Tuấn Dương nghĩ rằng là không nên. Chúng ta nên buôn bán đúng quy định để lấy lối cho các cái phương tiện họ tham gia giao thông cho nó lưu thông được tốt. Đây góc Đỗ Ngọc Thạnh cắt với lại đường đây họ đã rào lại rồi. Khá là bẩn. Chân nhau đưa lại chú ý đừng nghe chú đọc. Qua không ạ? Được ạ. Ok. Đó, hai xe đi thì một xe phải lùi lại các bạn. Lấy đi còn vướng ở gương xe gắn máy luôn. Đây là góc, đây là đang là đường Phạm Hữu Trí. Giờ các bác ấy, một số bác đã dọn hàng nghỉ rồi. Đây chúng ta ra đến đây đường Tạ Uyên. Ngày xưa tên gọi của nó là Tôn Thọ Tường. Ở đây thì có các cái tiệm heo quay, vịt quay. Đây là góc đường Tân Thành và đường Tạ Uyên. Ngày xưa Tuấn Dương nghe bác Hiền Phương Nguyễn nói là cái đường Tôn Thọ Tường này á, là nó có cái tiệm vịt quay với heo quay Đắc Hòa rất là ngon. Và nhưng mà bây giờ thì Tuấn Dương thấy cái tiệm này họ lại chuyển về đường Âu Cơ. Âu Cơ thuộc quận Tân Bình, không còn ở quận 11 nữa. Khu này các bác ơi, đang làm các cái tre lứa gì đây. Bác này bác ấy mua các cái gậy tre về chắc là làm cột cờ. Đây đang là góc Tạ Uyên cắt với Trần Quý. Đây Đắc Hoàng, Đắc Hòa gì đây. Rất là nhiều các cái lò vịt quay, heo quay. Đây chúng ta sẽ đợi đèn đỏ ở đây á. Bên đây là góc 3 tháng 2 cắt với lề đường Bên đây là Tạ Uyên, Tôn Thọ Tường cũ đó. Bên kia là đường Tôn Thất Hiệp. Chúng ta sẽ, họ đang rào đường nên là Tuấn Dương sẽ quẹo trái để đi vào cái đường xóm đất để đi về
Đây là góc đường Lò Siêu này. Các bạn thấy bây giờ họ bán bánh trung thu. Sài Gòn đang bán bánh trung thu, mua 1 thành 2. Đó. Đấy. Họ đang khuyến mại. Là mua 1 tặng 1 đó. Đây chúng ta sẽ quẹo vô đường Xóm Đất đó các bạn. Vào phải Dương Đình Nghệ. Đây chúng ta sẽ quẹo trái đi vô cái khu bệnh viện quận 11 này. Đây rất nhiều các quán cà phê các bác ơi. Ngồi uống cà phê. Cà phê Chế Đỏ. Và phía phố thẳng trước mặt chúng ta đang là bệnh viện quận 11 đó các bạn. Đây đang là khu cư xá Bình Thới, các bác này đi tập thể dục này. Tầm buổi trưa rồi bác vẫn đi tập thể dục à. Góc đây đền thờ họ Lý. Có cái nhà của người khu người Hoa, họ làm cái nhà thờ rất là lớn. À, trước mặt chúng ta là cái đường số 9 này. Khu cư xá Bình Thới. Nơi đây thì rất là nhiều bà con người Hoa họ sinh sống. Ngày xưa khúc này là nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông. Sau này thì sau năm 1975 thì cái nghĩa trang này được rời về Lái Thiêu Bình Dương. Được rời về Lái Thiêu Bình Dương đó các bạn. Đây là góc đường số 2 cắt về đường số 9. Và bây giờ video clip của Tuấn Dương cũng xin phép sẽ được tạm end tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những các cái video clip mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip kế tiếp.